Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn triết lý giáo dục gói gọn vào hai chữ nhân bản. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên lề hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, có rất nhiều công việc đang chờ ở phía trước và ông tạm chia ba nhóm công việc để ưu tiên thực hiện thứ nhất là nhóm việc nóng cấp bách như kỳ thi trung học phổ thông quốc gia triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thứ hai là những việc dài hơi hơn mang ý nghĩa trung hạn đó là công cuộc chuyển đổi số thích ứng cách mạng công nghiệp lần thứ tư sự nghiệp chuyển đổi số cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo triển khai luật giáo dục luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học quy hoạch mạng lưới các trường đại học nhất là các trường đại học sư phạm trọng điểm Thứ ba là những việc phải thực hiện lâu dài như chương trình hành động của ngành giáo dục để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, trong đó phát triển giáo dục và đào tạo phải nhằm mục tiêu lớn như phát triển toàn diện về con người, văn hóa gắn với khoa học công nghệ để tạo ra bước đột phá về năng suất lao động, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo bồi dưỡng nhân tài tham gia vào việc khơi dậy khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường. Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định dù là việc nóng cấp bách hay việc lớn lâu dài toàn ngành giáo dục cũng phải bắt tay vào việc sớm vì luôn có sự kỳ vọng rất lớn của đảng nhà nước chính phủ người dân và xã hội về tư tưởng định hướng quan điểm chỉ đạo thì các đại hội gần đây của đảng đã nêu đầy đủ nhất quán việc của chúng ta là tập trung triển khai nhưng nếu nói về triết lý giáo dục tôi nghĩ đây là vấn đề lớn và khó không thể nói đôi lời mà xong không thể nói thoáng qua mà cần sự tìm hiểu cân nhắc kỹ lưỡng chia sẻ về triết lý giáo dục của mình bộ trưởng nguyễn kim sơn gói gọn vào hai chữ nhân bản theo ông yếu tố nhân bản phải thể hiện chi phối trong mọi tinh thần chỉ đạo chính sách hành động cử chỉ phương pháp tài liệu Tinh thần nhân bản làm nền cho tất cả, từ xây dựng trường học, từng cuốn sách, hệ thống học liệu cho đến kết quả của quá trình giáo dục. Từ dụng cụ nhỏ đến toàn bộ hệ thống thiết bị giáo dục đều phải lấy việc phụng sự con người, cho con người, phát triển con người làm gốc rễ. Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ. Theo quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, điều quan trọng của giáo dục thời đại công nghiệp lần thứ tư là đạt đến yếu tố từng cá nhân, từng đối tượng, đạt được mục tiêu giáo dục cho từng người. Công nghệ luôn luôn thay đổi, tri thức thì gia tăng nhanh chóng theo thời gian. Vì vậy, giáo dục phải chọn cho mình điểm tựa, chỗ đứng để trong bất kỳ sự biến đổi nào, giáo dục cũng phải lấy đó làm chỗ căn bản để vun đắp bộ trưởng nguyễn kim sơn nhận định những thuận lợi của công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay là ngành giáo dục luôn được đảng nhà nước chính phủ đặt là mối quan tâm chỉ đạo hàng đầu là quốc sách là phần quan trọng của các đột phá chiến lược bên cạnh đó việt nam có truyền thống hiếu học sâu sắc mỗi gia đình đều mong muốn đầu tư giáo dục cho thế hệ tương lai phát triển Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng đây là thuận lợi mà nhiều nền giáo dục trên thế giới khó có được. Quan trọng là làm sao chúng ta huy động được sự quan tâm của xã hội, tạo thành lực đồng hướng để giáo dục đào tạo phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, bộ trưởng kỳ vọng. Tuy nhiên, tân bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cũng nhận thấy những khó khăn, thách thức rất lớn mà mình phải đối mặt. Với nhiều thách thức lớn đặt ra, ông nhấn mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo là tất yếu để quốc gia bứt phá trở thành nước phát triển thì việc cung cấp nguồn nhân lực nhân tố con người phải gia tăng về chất lượng yêu cầu này đặt ngành giáo dục đào tạo phải có giải pháp mạnh có đổi mới để chất lượng nguồn nhân lực ngày càng tốt hơn để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn kim sơn chia sẻ rằng ông và tất cả những người làm giáo dục mong muốn nhận được sự đồng hành hậu thuẫn lớn từ phía người dân thực tiễn có rất nhiều việc không chỉ ngành giáo dục giải quyết được mà cần sự chung tay chia sẻ từ gia đình và xã hội chân dung tiểu sử Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, ông Nguyễn Kim Sơn là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là Ủy viên Hội đồng Biên soạn Nho Tạng Thế giới, Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Taiwan Journal of East Asian Study Đài Loan, Ủy viên Ban điều hành Hiệp hội Nghiên cứu Nho giáo Thế giới. Ông thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội, giải bạc sách hay năm 2011 cho công trình nghiên cứu, tư liệu văn hiến Thăng Long Hà Nội, tuyển tập địa chí 3 tập trên 3.000 trang do Hội xuất bản Việt Nam trao tặng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã học cao cấp lý luận chính trị hành chính tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Học viện Quốc phòng. Ông cũng học bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 5 và chương trình bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn Năm 1990, ông Nguyễn Kim Sơn tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Ngữ văn, ngành Văn học chuyên ngành Hán Nôm. Tháng 4 năm 1991 đến tháng 2 năm 1999, ông là cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn. Năm 1996, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam. Từ tháng 3 năm 1999 đến tháng 3 năm 2002, ông là cán bộ giảng dạy Khoa Văn học, Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 4 năm 2002 đến tháng 3 năm 2003, ông là phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 4 năm 2006, ông là trưởng phòng đào tạo, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, giảng viên khoa văn học, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, phó bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội đến tháng 12 năm 2003. Năm 2005, ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Từ tháng 5 năm 2006 đến tháng 5 năm 2007, ông là trưởng phòng đào tạo, giám đốc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, giảng viên khoa văn học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008, ông là học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Engineering. Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 10 năm 2009, ông là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, giảng viên khoa văn học, Trường Đại học Quốc gia, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, ông là phó hiệu trưởng kiêm giám đốc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, phó bí thư đảng ủy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ tháng 6 năm 2010. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011, ông là đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, phó bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng, kiêm giám đốc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016, ông là phó bí thư thường trực Đảng ủy, phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 9 năm 2016, ông là phó bí thư thường trực Ông là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 1 năm 2019, ông là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông từ tháng 2 năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 1 năm 2021, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, ông Nguyễn Kim Sơn chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, nhiệm kỳ 2021-2026.